Đối với ngành công thương, những năm qua đã luôn chú trọng tập trung cải thiện các chỉ số BCI trong lĩnh vực vụ trách, góp phần tạo lập môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch và thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh. Để thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI năm 2021, ban lãnh đạo Sở Công Thương đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, công khai thông tin, tiếp nhận và phản hồi các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, hoàn thiện kết nối liên thông trong tỉnh và thực hiện kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia xây dựng cơ sở dữ liệu để kết nối, chia sẻ, công khai, xây dựng diễn đàn tiếp nhận và phản hồi các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của sở. Có giải pháp tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong đại dịch Covid-19 hiện nay. Cải thiện chỉ số PCI cấp tỉnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cấp bách là động lực cốt lõi, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh Long An phát triển nhanh và bền vững, là cơ sở củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận của các cấp, ngành địa phương, nhất là các doanh nghiệp, hợp tác xã và nhân dân trong tỉnh.